Xin chào tất cả các khán giả của chương trình Linh Chiến. Và tên tôi là Lâm Quốc Chính, quê quán ở Thanh Hóa, ở huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Thì trước đây là tôi cũng đã có tham gia để kể một vài tập trong kênh Linh Chiến. Hôm nay gặp lại anh Diện tiếp tục để có một vài câu chuyện để kể trước các khán giả. Thế thì cái ngày nhập ngũ của tôi thì trước đây như tôi chưa giới thiệu nhỉ, tôi cũng nhập ngũ năm 78, ngày 21 tháng 4 năm 78. 21 tháng 4 78. Cũng huấn luyện giống anh em, những anh em ở Thanh Hóa mà đi chiến trường cái Campuchia đợt đó. Thế thì hôm nay thì tôi muốn kể một câu chuyện, nó cũng ngắn thôi. Nhưng trong cái vị trí của tôi lúc đó là làm thông tin cho một đại đội bộ binh, đại đội 9. Thì tôi có tóm tắt lại cái chuyện mà đánh nhau ở ngã tư LS. Thế sau khi chúng tôi là rút đâu từ Công Bông Sinh Năng về đấy. Rút về đó. Về Công Bông Chư Pư. Vâng, về Công Bông Sơ Pư. Vì ý định của địch là nó lấn chiếm vào khu vực đó. Ngã tư LS cách Nông Quanh chắc khoảng 4-50 cây rồi đấy. Đấy. Nó có mưu đồ để chiếm một lần nữa, nó chiếm lại Công Bông Sơ Pư, nó chiếm một lần không thành rồi. Bị trung đoàn 10 và sư đoàn 9 đánh trận nó tan. Thì sau này nó vẫn quyết định để an ngữ đó, để giữ lại cái khu âm len ở bên trong. Đấy. Nó gọi là thủ đô của nó đấy. Dạ, vâng. Anh đấy. Đấy. Thủ đô âm len nó ở trong một cái vùng núi đó, nó có nghĩa là nó trùng điệp lắm. Nó núi cao mà nhiều núi, núi sấp xô liên tục núi, rừng nhiều. Thì đơn vị chúng tôi đã được điều động về đó, nằm ở ngã tư LS 3 ngày, 32 ngày. Thì để chúng tôi bắt đầu tập kết để đánh vào trong đó. Thì lần đầu tiên để đi vào thì trinh sát trên một cái con đường nhựa. Con đường nhựa này vào cầu sắt. Cái cầu sắt này thì anh em trung đoàn 9 biết hết. Cầu sắt số ngã tư LS đi vào khoảng độ 4-5 cây gì đó, nó nằm ở đó. Thì đại đội 9 đi trinh sát. Đi trinh sát thì bây giờ mình mới nghĩ lại là các ông dại quá. Chỉ huy dại cho một trung đội đi trinh sát trước. Đấy. Thì để đi sẵn trên đường nhựa. Nó nằm trong rừng, nó ném đồ đạn ra. Đấy. Chết mà mất một người và bị thương nó ba người. Thì cái người chết này là lính thông tin, lính thông tin của tôi. Đúng là lần đầu tiên một đồng đội ăn cơm chung, ngủ chung với mình chết, cho nên lúc này nó rất ám ảnh trong cái tư tưởng của mình. Bị nó ném như quả lựu đạn hay là Phạm Ngọc Hòa. Mới là thì những ngày mùng 2 tháng 5 vậy đấy. Thế là tiếp tục là về, rút quân về thì lúc đó là bị đồng đội của tôi là hy sinh. Lúc đó là khoảng độ 6 giờ chiều thì đơn vị rút quân về thì bổ sung tôi vào thay vị trí của đồng chí Hòa này. Đồng chí Hòa thông tin hy sinh thì chúng tôi đi, thì do ông Nguyễn Minh Chiến lúc ông làm đại đội trưởng, ông chỉ huy cái trận này. Ông nói là trong chiến đấu thì hôm đó sau mà các ông lại không mang địa bàn, đây cái khổ đêm rồi, thế là cắt rừng đi vào. Lần này là không đi trên lộ mà đi trong rừng, đi trong rừng cái cây có nghĩa là xé không ra, là cây nó mọc quá dày đi, mà nó tối tăm mù mịt, không thấy một cái gì ở trên đường đi hết. Anh này phải sơ vào ba lô anh khác mới đi được. Đến lúc đó thế là chúng tôi phải nhặt cái củi mục ấy, cái lăn tinh để găm vào ba lô, găm vào đường sau lưng này này, găm vào đó để mà thấy nhau để mà đi. Đi thì không có địa bàn, cái củi mục mà ẩm nó phát sáng. Vâng, nó phát sáng, cái phốt pho đèn nó cháy, nó phát sáng. Để chúng tôi đi một đội hình tưởng tượng là khoảng độ 50 quân này. Mình nếu mà không may bắn cho ba quả B-40 vào cái đội hình này thì có nghĩa là
sẽ đi hết cả đại đội năm năm mười năm mấy quân đấy. Như chúng tôi đi thì không có địa bàn. Hôm đó sao mà ông quýnh quáng sao không bỏ địa bàn ở nhà cho cái bộ phận ở nhà. Đi vòng vo vòng tròn. Tôi kể thế này là mới buồn cười này. Đi vòng tròn thế nào là đầu gặp đít. Đội quân của ta đi đấy. Mới đi thế nào nó thành một cái vòng tròn cho cái lòng. Đầu gặp đít. Thế thì truyền được sau có địch. Gặp địch. Nó không truyền. Truyền lại. Truyền đường sau có địch. Truyền sau có địch. Nổ súng. Nổ súng. Thế là bắt đầu anh em sẵn sàng nổ súng. Mở lấy cách cò ra thì thằng đầu gặp thằng bít rồi. Ta rồi. Nếu không hôm đó ở trong một cái vòng tròn này mà chúng tôi bắn nhau thì là vừa hết một đại đội. Chỉ còn sống rất ít rồi. Rất may mắn là như thế. Đó là khởi đầu của một cái khó khăn. Không gặp địch. Mà ta suýt nữa là chiến thắng quân mình. Tự bắn nhau mà chết. Gọi là tự nhận. Thế thì sau đó là rút ra. Ngủ. Chiều mai tiếp tục. Tiếp tục hành quân vào đánh. Lần này là cả tiểu đoàn hành quân. Sau khi trinh sát bám và báo là ở tại cầu sắt là có địch chặn. Nên trinh sát không đánh. Trinh sát về. Cả tiểu đoàn chia thành 3 cánh quân đánh qua cầu đấy. Thì tôi lúc đó là tôi đi một cánh quân bên trái. Đại đội 10 đi cánh giữa. Đại đội 11 đi cánh bên phải. Thì chúng tôi bắt đầu áp sát vào. Nó ở đó chừng khoảng một đại đội quân thôi, không nhiều. Sau khi mà chiến thắng rồi thì thấy một đại đội quân thôi. Là tôi đi cánh bên trái vào. Thì cái anh đi đầu của đại đội 9 ấy, bước ngay trước mặt tên địch luôn. Thế thì anh này xả súng bắn. Anh tên là Hồng, nhưng mà tôi không biết anh quê ở huyện nào. Hồng ở Thanh Hóa. Xả súng bắn. Bắn chết thằng đó. Thì hai công sự bên nó ném lựu đạn thì đến chỗ tôi. Lúc đó tôi cách địch khoảng 15-20 mét. Nó ném trước mặt tôi một quả lựu đạn chỉ cách khoảng độ 50 phân, 60 phân thôi. Nhưng rất may mắn là lúc đó có một cái cây đổ. Một cái cây nó gỗ mục, nó to lắm, nó cao. Phải mình phải bước, phải chạm chân ra mới bước được. Cái quả lựu đạn này nổ trước mặt tôi này. Nhưng mà quả lựu đạn rất hay là nó đã chẹt vào cái cây này rồi. Nó chẹt vào cái cây thì nổ bung một cái là bao nhiêu là rác mục, củi mục nó bay hết cả hòa mập tôi, có nghĩa là ngứa gãi không chịu được. Nhưng mà tôi rất may mắn là cái đấy, cứ mỗi một trận thì tôi có một cái may. Mấy lần trước thì tôi cũng đã kể có những lần may như thế, nhưng mà cái lần này này đánh một cái trận này là tôi rất may như thế. Thì chúng ta là chiếm lĩnh được trận địa hoàn toàn để đánh trong khoảng độ 30 phút thôi. Riêng cái cánh quân chỗ đại đội 9 tiêu diệt được 4 tên. Còn đại đội 10, đại đội 11 lúc đó là cũng tiêu diệt được địch, nhưng tôi không nắm được là bao nhiêu tên. Lâu lâu rồi cũng quên đấy. Chứ không phải là không ấy. Địch bỏ chạy. Chúng tôi chiếm lĩnh chốt. Đó là cái phần thứ nhất của cái trận đánh. Nó lại rút tiếp tục vào. Nó vào nó lại cô cụm ở bên trong vườn sắn. Cái vườn sắn này nó co về đây thì không phải là mình địch mà lại cả dân nhé, có cả những đứa trẻ mới đẻ còn nó khóc e này lúc bố mẹ nó chết. Lúc ta đánh thì đôi khi nó có nhầm chứ không phải là chủ đánh dân. Cái trượt tuyệt đối là hàng binh và dân vận thì không bao giờ đụng đến, nhưng mà đi đến bao giờ lúc đó là đạn lạc vào dân ở cùng với địch thì dân phải chịu thôi đấy. Đúng không? Chúng tôi đánh vào đây thì nó cố thủ rất mạnh nha. Phải nói là nó gan lì thật, quyết chiến đấy. Quyết chiến, nhưng mà sau đó thì tiêu diệt đâu được 7-8 thằng. Còn đâu là công sự nằm trong công sự. Mình ao mà phát lên, tất cả các quân của mình đã chiếm xong công sự của nó, chiếm trên cái mặt công sự rồi. Nó không thể làm gì được nữa. Bắt đầu nó tung lựu đạn ra. Nó tung lựu đạn ra, nó làm cho mình bị thương, cho ba đồng chí đấy. Ba bị thương rất là để hơi mà không chết, mai ta hy sinh nhưng mà bị thương.
là tức quá là thôi không thèm bắt sống chúng mày được, chúng mày đã dùng cái biện pháp là kháng cự đến cùng thì chắc có lẽ là quyết tử rồi. Thế là chúng tôi dùng cái quả MK3 dùng đạn hơi đấy, đấy dài này nổ ra chỉ có hơi không có máy, lựu đạn vỏ bằng giấy là táng vào trong hầm, cho mỗi một hầm một quả hát chìm đổ đúng một hát trong đó thôi nó im bặt luôn, thằng nào nấy có lẽ vỡ ngực mà chết hết. Nó cố thủ trong đó, sau này chúng tôi cũng không cần biết là trong nó chết bao nhiêu nữa. Nhìn vào thế này thì thấy cái công sự của nó đào trong một cái tổ mối đó. Tổ mối to như cái nhà này này chứ không phải không đâu. Nó đào, nó đào trong đó nó giống cái lục cốt. Đấy. Lần chúng tôi là tiếp tục đánh các công sự khác, đánh như thế là bữa đó đánh bốn công sự, tiêu diệt bốn công sự. Đấy, tiêu diệt bốn công sự thì hy sinh bao nhiêu thằng cũng không thèm xuống đó mà lôi tành hồi lắm rồi, không đem lôi nữa. Đấy. Thế thì chúng tôi trận từ cầu sắt mà vào đó là cũng tiêu diệt được ít ra cũng phải được vài ba chục tên. Đấy. Nhưng mà có những tên chúng tôi nằm trong hầm chỉ biết là à, cái này chắc 4-5 tên thôi. Không chui vào làm gì, nó bẩn mà lỡ không may nó còn đang còn cầm có lưu đạn đến lúc nó buông cái mình chết oan thì thôi, biết là chết rồi thôi. Không sức nào mà chịu nổi cái quả MK3 được. Đấy. Đi đánh cá mà đừng dùng quả MK3 này mà đánh nó chết một vùng rộng. Quả lưu đạn này chết nhỏ thôi, cá nổi chỉ khoảng độ bán kính khoảng 3m, 4m thôi. Nhưng quả MK3 chết một phát là ra phải hơn 10m. Quả công phá của nó bằng hơi mạnh lắm. Thì cái khu vực này thì chết sức yếp. Tiếp tục là sau đó là chúng tôi đánh tiếp, ngày mai đánh tiếp. Anh kia phải đợi đội 10 lúc đó thì gặp địch ngay trên đường. Đấy. Thì nó kháng cự mạnh, nó bắn M79 dây mà. M79 dây nó bắn liên thanh, lạ thật, hôm nay nó dùng cái loại súng gì mà nó bắn ghê gớm thế này. M79 mà bắn dây, bắn liên thanh. À, chú là đi nhiều nhưng mà chưa ai gặp cái trường hợp bắn M79 liên thanh đâu. Mà đơn vị tôi gặp nó bắn. Anh bị thương mất hai đồng chí của đại đội 10. Thế mà đồng chí đệ Xuân Tân bây giờ đang tìm mộ ở đây này. Trận đó thì chết mà chắc chắn là không mất xác đâu, tìm gia đình tìm là thấy thôi. Chết đại đội 10 chết mất một hai anh vậy đó. Lâu ngày tôi quên về cái con số không thống kê về cái này. Đấy. Thì nó thật là trong chiến đấu thì thắng thua là chuyện bình thường, có nhiều cái chết mà nó cũng tàng thường lắm, ám ảnh vào trong cái con người chúng tôi ở lính chứ phải không đâu. Ví dụ như là ở kinh Tân Thành, một cái chết như thế là lần đầu tiên tôi thấy đồng đội hy sinh. Trước ngày 15 tháng 12 thì có anh Chiến anh hy sinh rồi nhưng mà tôi không thấy. Vận tải người ta mang đi thôi. Đấy. Thế thì sau đó là đến cái chết của một cái anh Bình Trị Thiên. Thì tôi lên hôm đó mang máy đi, cặp máy đi để cho đội tải lấy xác về. Chung là đại đội 10 lúc đó hy sinh đầu cũng 4-5 anh gì đấy. Trong đó có một anh là mất luôn cái, từ cái hàm trên trở lên mất hết, còn có mỗi khoanh cái hàm dưới ở lại. Mà cái chết này tôi nói thật là cái sự hy sinh này ám ảnh tôi trong suốt cả cuộc đời lính. Cho đến bây giờ lúc nào tôi cũng nghĩ đến cái chết của cái đồng đội tôi. Một cái chết rất là tang thương, thà bắn vào ngực ngay cho lành lạn hay là vào chỗ nào nó bùng ra thì cũng được. Chết còn có mỗi cái hàm dưới, còn trên thì nó bay hết, không biết là nó bắn bằng cái đạn gì mà đã nó. Tôi nghĩ là không khéo là ông này thò đầu công sự nó bắn của M79 không may trúng thôi. Hoặc là có cuối 6 rội chúng đào nổ thì banh cái chỗ đó đi, banh mất xác. À, bánh mất cái phần đầu. Rồi còn cái chết thứ hai là cái chết ám ảnh của tôi là như tôi nói lúc nãy đấy. Cái anh đồng chí Phạm Ngọc Hòa đấy là đúng ăn ở với tôi trong mỗi cuộc họp ấy rất chân tình, phát biểu ý kiến rất xây dựng đơn vị rất là chu đáo, rất là tình cảm, sai là nói mà nói đúng, mình rất phục. Tuổi cũng bằng mình thôi. Đấy.
Nhưng mà trưởng cao đó hàng ngày ăn cơm uống nước với nhau, lúc chết cái là đúng mình ám ảnh mất một thời gian khá lâu đấy. Đấy, vừa thương vừa nhớ vừa tiếc. Hai anh em là hay nói chuyện với nhau, làm hay tâm sự những cái điều mà nó lung tung ở trên đời, có cái gì là thu tóm về nằm nói chuyện đêm không ngủ đâu, vẫn cứ nói chuyện mà anh em rất là vui vẻ. Thì sau đó thì chúng tôi là tiếp tục là hành quân đánh vào trong. Thì sau cái trận này đánh Cầu Sắt thì là đi truy lùng nó đơn giản lắm. Thì đến lúc này là nó tan rã, sau khi đánh vào chiếm luôn được cái đơn vị nào đó, chiếm được cái kho đạn mà nổ, ta nói cái kho đạn không một sập đó, chả chính là không cái kho đạn ở bên trong đó, đó. Đấy. Thì địch là mất về hậu cần. Thì cái chiến dịch của ta là rõ ràng thành ba phần rồi. Trận thứ nhất là đánh giải phóng, đánh chiếm thủ đô, mất đầu não trung ương. Đấy, trận đầu tiên, cái chiến dịch đầu tiên của ta là đánh này, tức là giống kiểu là triệt đầu não, làm cho cái cơ quan trung ương của nó không còn cái chỗ nữa mà lãnh đạo nữa, tê liệt. Đấy, chiến dịch thứ hai, chiến dịch 2B đấy, chiến dịch tìm để diệt, phá tan những cái cơ sở vật chất hậu cần quân y. Đấy, hậu cần ở trong nó có quân y, kho đạn, súng ống, xe cộ này, tất tật, cho nên là hầu như địch bắt đầu từ cuối tháng 6 năm 79 là hầu như không còn một cái vũ khí lớn để đánh ta nữa. Đã mất hoàn toàn, giỏi lắm còn có cuối 8 thôi. Đấy. Mà chúng tôi đi đến đâu thì gặp là nó bỏ chạy, khó mà tìm diệt được một thằng địch lắm, không phải đơn giản đâu. Sao nó lại bắt đầu nó rút vào bên trong nữa, nó củng cố, nó phát triển về trồng trọt, chỗ thì trồng sắn, chỗ thì trồng ngô, đốt rừng đốt rẫy trồng ngô để củng cố để lên ngắn nuôi dài đấy. Còn chiến thuật nó cũng dở lắm. Cái cơ sở vật chất đó thì làm sao mà đủ được nuôi quân đánh được. Nhưng mà nó cũng phải làm như thế. Thì chúng tôi cứ đi đến đâu gặp địch là địch bỏ chạy. Mà cái trận gặp nhiều nhất tức là có đại đội 10. Đại đội 10 là do cái Ngô Bá Khâm, ông Khâm mà Hà Quang hay nói, Ngô Bá Khâm chỉ huy. Đi đánh thì gặp một đoàn quân của nó đông thật. Đang giá súng cái này ăn cơm này. Đấy, giá súng để ăn cơm. Để nấu cơm ăn thì nghỉ, đứa năm võng, đứa thì ăn cơm. Đại đội 10 lúc đó nổ súng thì địch chạy sạch, thu 52 khẩu súng B40, B41, AK, thu hết mà là không diệt được thằng nào. Về báo cáo lên trên là diệt 52 tên, thì 52 khẩu súng phải 52 thằng vác chứ. Bây giờ là gì có cái chuyện một thằng hai khẩu. Trận báo giam thì tôi nói trong cái khu vực mà chúng tôi đánh dài từ cái Cầu Sắt vào, Ngã Tư Lễ vào đó. Thì tôi mới kể là đây là cái báo gian, báo lấy thành tích, thậm chí không vết máu nào cả, chứng tỏ rằng anh chỉ huy kém và cái lính ta thì cũng lúc đó thì lâu ngày không gặp địch, bữa nay gặp đột ngột cái kiểu gì đó, còn không biết đường mà ngắm bắn nữa. Đấy. Là tiêu diệt 52 tên hơi đấy, 52 khẩu súng. Cái trận nào là đúng là ông Khâm, bây giờ ông còn sống ở trên đời, ông nghe cái trận này cháu ông buồn cười lắm, tôi kể lại này. Thì ở cái Ngã Tư Lét thì lính mình ấy là đối chọi với một cái rất là khó khăn, toàn tiểu đoàn hết mũi. Tôi nói toàn tiểu đoàn hết muối, không còn ai xin ai được một hạt muối nữa. Mấy anh hậu cần thì mày đánh dấu được nắm thôi, mà đường rất xin là rẻ nhá, từ nông quanh lên đường nhựa hết, mà viện trợ muối không được, đâu của tranh. Chúng tôi ăn nhạt khổ lắm, đi măng của dân nó đổi vào nữa. Cái măng mà không có muối ăn nó còn vô tích sự hơn là cơm không muối, khổ thật ạ.
Nhưng cái hạt muối không có. Thế thì chúng tôi mới ra quan hệ với dân. Dân nó không để, để người thủ vũ thôi này. Ông biết vài tiếng Campuchia. Ông ấy bảo muối là cái gì? Chờ tao, mày nói tao thì tao đi xin. Đấy. Muối là ôm quất. Mình cứ ôm quất dân để cứ oát chê, oát chê. Không, không, có. Không có là không, không biết. Không biết. Oát chê không biết. Thế là sau đó thì cái từ muối của người ta là ôm bần. Đấy, nhưng mà ông này mẹ ông ghi vào sách đàng hoàng, mang sách ra chúng tôi xem nhé. Em đúng rồi, thằng này đề muối là ôm quất đi rồi thì ta cứ ôm quất ta nói thì chứ biết cái gì nữa mà nói khác hả? Không biết gì cả. Đấy. Sau rồi đổ lại đến cái đợt hết muối sau rồi hỏi dân, đi bảo dân lục muối nhà người ta ra bảo cái gì đây, người ta mới nói cho cái từ muối biết cách mà gọi chứ tôi có biết đâu. Nội dung ở trong cái câu chuyện đó mà trong cái chiến dịch này thì cũng là những cái kỷ niệm của đời lính tôi. Đấy. Rồi đến đây rồi lại cũng còn cái vụ xin thuốc lào này. Tôi nói mấy anh lính anh cũ, mấy anh người giáp Khmer đó, anh biết tiếng Campuchia thì anh dạy cho mình. Đấy, dạy cho anh em. Dạy cái gì bảo xin thuốc lào thì nói là tiếng thuốc lào rồi. Ôi nhôm xôm thằng năm chuộ, tức là tôi xin thuốc lào hút. Thế bảo à, thế xong cám ơn người ta nói làm sao, bảo chắp tay bảo này, bảo ôi tiết. Ôi tiết là cho thêm à, ô cun mới là cảm ơn. Ôi dạy ông bà lính là xin. Ông cứ véo, ông lại lính lại chắp tay lại ôi tiết, ông lại véo nữa. Ông lại véo cho thêm ít nữa, cái thuốc dê đó. À, lại chắp tay lại xin ông đổ cả, lại cuối cùng là đổ hết cả cái bao rồi mà vẫn còn đang còn oi tiết, còn đâu nữa ông o hơi o hơi. Hết đầu chốc cái túi này hết rồi. Người về lính kể tôi hân vất vả về cái tiếng Campuchia, cái ngày sang không biết nó cũng khổ lắm. Có nhiều khi những anh chơi khăm nhau đấy, dạy tiếng này trả dạy tiếng khác. Dạy cho mình đi mình nói nhăng cho hay cho vui đấy. Thì trong cái câu chuyện này của tôi thì cũng có chừng đó thôi, trong cái chiến dịch mà đầu của dịch 2B à, và cuối chiến dịch 2B thì tôi tham gia các cái trận đánh ở trong cái vị trí có như thế thôi. Yeah. Yeah. Yeah.